mình cùng lắng nghe bài này để mình có thể hùng biện một phút được về cái thứ mà nó cũng đang làm mưa làm gió này các bạn nha lắng nghe nào TikTok has become a phenomenon due to its addictive algorithm and attention capturing videos in the first few seconds. The non stop scrolling loop keeps users engaged for hours on end. It's concerning how watching product usage videos can lead to impulsive shopping, as we are easily influenced by what we see. Moreover, there is harmful content on the platform that can negatively influence young users. It's essential to be mindful of the time spent on TikTok. And ensure that the content we consume is positive and beneficial. Okay, TikTok has become a phenomenon due to its addictive algorithm and attention-capturing videos in the first few seconds. Hmm, TikTok. À, cái bài này mình nói riêng về TikTok nha các bạn dĩ nhiên rồi nó là trở thành một thứ gì đó nó đang là trào lưu thì mình cũng phải biết mình nói về nó chứ đúng không TikTok has become a phenomenon, phenomenon, phenomenon nó là các bạn nè ph phenomenon, 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 phenomenon hay là phenomenon đều được ha thì danh từ nó có nghĩa là hiện tượng cái gì đó mà trở thành hiện tượng có nghĩa là đang nó đang tạo ra cơn sốt nó đang là trào lưu nha các bạn ha tiktok nó đã trở thành một hiện tượng ha. đã trở thành một, một trào lưu hay là đã trở thành một cơn sốt ha. has become là đã trở thành rồi nha người ta mới dùng thì hiện tại hoàn thành cho động từ become Due to là bởi vì. Because of. No các bạn. Due to. It's addictive. Addictive. Có nghĩa là. Nó là tính từ. Nó có nghĩa là gây nghiện. Mà danh từ đứng sau nè. Algorithm. 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 Yeah. Từ bốn âm tiết. Nhấn vào âm tiết đầu tiên. Algorithm. Cái algorithm đó các bạn nói là một cái thuật toán một cái thuật toán để xử lý một cái gì đó có khi là à, những cô bác à, lớn tuổi đó mình chưa có quen với cái từ thuật toán ví dụ như là cái cách đó các bạn cái cách mà à, khi mình cuộn lên một cái video mà cái video tiếp theo đó cái cách mà nó hiện lên một cái video mà nó đúng theo cái sở thích của mình đó các bạn thì nó ẩn chứa bên dưới nguyên cả một cái thuật toán là tại sao nó biết cái đó là cái mình thích À, rồi nó hiện đúng cái đó lên tại cái thời điểm mà mình đang có cảm xúc về nó thì cái đó nó gọi là cái thuật toán các bạn ha. Dĩ nhiên là thuật toán còn áp dụng trong nhiều thứ khác nhau nữa, có thể là đơn giản có thể là phức tạp, nhưng ngay cái chỗ đó thì nó gọi là thuật toán. Mà cái algorithm ở đây nè mà nó gọi là addictive, addict addictive là cái thuật toán gây nghiện. Cái thuật toán gây nghiện đó bởi vì cái thuật toán gây nghiện của nó, nha các bạn nói trở thành hiện tượng bởi vì cái thuật toán gây nghiện của nó à, nói thêm một chút xíu các bạn cái cái thuật toán gây nghiện tại sao là video tiktok gây nghiện mà facebook hay là youtube thì không gây nghiện là tại vì đó các bạn có nghĩa là uh, tiktok khuyến khích bất kỳ ai sáng tạo nội dung thì trong vòng 5 giây hay là 10 giây đầu tiên phải tạo ra phải tạo ra cái sự hứng thú. Có nghĩa là họ khuyến khích người sáng tạo nội dung là trong vòng 5 giây hay 10 giây là tạo hứng thú rồi. Bởi vì sao? Bởi vì 5 giây 10 giây mà các bạn không tạo hứng thú đó, người ta sẽ quẹt để xem video khác. Cho nên đó, là cái người sáng tạo nội dung càng ngày càng làm video mà nó hứng thú ngay từ 5 10 giây đầu tiên thì chính vì cái việc 50 giây đầu tiên mà tạo hứng thú đó thì mình quẹt cái nào nó cũng tạo ra cái hứng thú cả ha dĩ nhiên là có cái không có hứng thú gì cả thì nó giống như chơi bài vậy đấy các bạn nếu các bạn chơi mà thắng suốt các bạn có bị nghiện không chơi thắng suốt đó thì mình cũng chán ha. mà chơi mà thua suốt thì mình cũng chán nhưng mà lâu lâu thắng một lần đó các bạn thì nó mới gây nghiện có nghĩa là mình thua mình thua mình cảm giác tức tối tự nhiên đúc lúc một lúc nào đó thắng được một lần cái dopamine á, cái hóa chất hạnh phúc đó các bạn, cái dopamine ở trong người nó sinh ra, cái nó làm mình cảm thấy hưng phấn vô cùng thì cái việc dopamine nó cứ sinh ra như thế đó, nó làm cho mình bị nghiện các bạn. Nó thì lâu lâu gặp một cái video hay cái tự nhiên cái cảm thấy hưng phấn lên, mình quẹt vài cái video không thích cái mình gặp một cái thích cái mình tự mình hưng phấn lên cái mình lại tiếp tục mình quẹt để mình đi tìm cái cái mà nó tạo ra cái sự hưng phấn nữa thì chính vì vậy nó gây nghiện đó các bạn, thuật toán gây nghiện nó nằm ở chỗ đó. Còn Facebook đâu này kia thì không làm được cái việc đó nha các bạn ha. thuật toán gây nghiện and attention capturing videos. Và những cái video mà gọi là attention capturing là những cái video mà nó nó nắm bắt lấy cái sự tập trung của mình có nghĩa là khi quẹt đến cái video đó thì cái video đó nó nắm bắt ha, nó chọp lấy cái sự tập trung của mình là attention capturing hay là attention grabbing gì đó các bạn cũng được ha là attention capturing videos là những cái video mà nó bắt chọn cái sự chú ý của mình in the first few seconds in the first few seconds là trong những giây đầu tiên đó cái thuật toán gây nghiện và những cái video nắm bắt sự tập trung của mình trong những giây đầu tiên à, và hai cái này nè nó tạo ra cái hiện tượng uh, TikTok nha các bạn. The non-stop scrolling loop keeps users engaged for hours on end. The non-stop scrolling loop cái loop là gì là cái vòng lặp vòng lặp có nghĩa là nó cứ chạy hết này nó quay lại em chạy hết này nó quay lại là cái loop hay các bạn ha cái loop mà ở đây là non stop scrolling loop một cái loop ở đây là loop gì loop scrolling là loop cuộn đó các bạn, các bạn cứ cuộn nó cuộn nó cuộn nó nó đi qua video mới 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 hồi xong nó quay lại video cũ. Nó đi từ cái lĩnh vực A sang lĩnh vực B hồi nó quay lại A nó quay lại B. Cái đó nó loop nó lặp lại liên tục như vậy đó thì gọi là non stop là lặp lại không ngừng cái vòng lặp cuộn không ngừng nghĩ à, keeps users giữ chân người dùng keeps users engaged giữ chân người dùng à, tương tác với nó Engage có nghĩa là bị dính chặt vào trong nó à, engaged for hours hàng giờ liền hàng giờ liền on end on end là một cách nói khác của trạng từ continuously là liên tục có nghĩa là giữ chân người dùng hàng giờ liền một cách liên tục liên tục hàng giờ mình 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 quay tới quay lui là mình đã mất mấy giờ trên tiktok rồi nhưng mà nó liên tục như thế chứ mình đâu có nghĩ đâu nghe các bạn ha là on end nha rồi bạn nào mà chưa hiểu hết này quay trở lại nghe tôi giảng lại vừa nãy nha. It's concerning how watching product usage videos can lead to impulsive shopping as we are easily influenced by what we see. Rồi, thêm một cái nữa này các bạn, thêm cái nữa. It's concerning, it's concerning how watching product usage videos can lead to impulsive shopping. Nguyên cái này Thì it's concerning là Nó có nghĩa là thật là lo lắng ha, Thật là lo lắng Cái cách mà How Watching product usage videos Cái cách mà À, xem những cái video sử dụng sản phẩm đó các bạn xem những cái video sử dụng sản phẩm video sử dụng sản phẩm đây là gì có nghĩa là video mà um, các bạn thấy những cái video mà chỉ cách người ta sử dụng sản phẩm này sản phẩm kia đó hay là những cái video mà review để giới thiệu cái cách sử dụng sản phẩm này làm sao sử dụng sản phẩm kia làm sao đó thì cái đó gọi là product usage videos ha hay là những người gọi là Uh, KOC đó các bạn KOC là gì? Là Key Opinion Consumer Là những cái người dùng mà có thể, có khả năng dẫn dắt dư luận đó Ngày xưa cái khái niệm là KOL Là Key Opinion Leader Là những cái người dẫn dắt dư luận Đó là những cái người nổi tiếng Họ lên họ quảng cáo cho sản phẩm Họ chỉ quảng cáo họ nói tốt về sản phẩm thôi Thì những người đó đó Đôi khi mình không có tin họ nhưng mà những cái koc đó các bạn là key opinion consumer đó là những người tiêu dùng mà có khả năng dẫn dắt dư luận đó họ lên họ nói là trời tôi mới vừa mua sản phẩm này sử dụng nó tuyệt vời làm sao sản phẩm này có thể làm cái việc a nè sản phẩm này có thể làm việc b nè họ cho mình xem cái cách sản phẩm nó hoạt động luôn đó các bạn sau khi xem xong rồi cái mình thấy cái sản phẩm nó được sử dụng trong thực tế nó hay quá ha là cái việc watching product usage videos Can lead to, có thể dẫn tới Impulsive shopping Shopping là mua sắm Impulsive um, là sao? Bốc đồng Mua sắm bốc đồng mà mua sắm bốc đồng là sao? Là tại cái thời điểm đó nó thật ra mình không có cái nhu cầu về cái sản phẩm đó đâu. Nhưng mà thấy người ta giới thiệu cái cách sản phẩm đó nó hay quá. Cái bắt đầu mình liên tưởng là với cách sử dụng này mình có thể sử dụng cho trường hợp này. Với cách sử dụng kia mình có thể sử dụng cho trường hợp kia. Nhưng mà trên thực tế có khi mình không cần sử dụng sản phẩm này cho những trường hợp đó. Hoàn toàn có những sản phẩm khác thay thế hết rồi, nó tiện dụng, tiện lợi hơn nữa. Nhưng mà xem những cái cái cách mà giới thiệu sử dụng sản phẩm đó, nó, nó làm cho mình muốn mua sắm. thì thì chính cái việc đó nó làm cho TikTok chỉ trong trong vòng một năm trời thôi trở thành cái nền tảng uh, mua sắm lớn thứ hai uh, trong nước Việt Nam mình luôn các bạn. Mà trên thế giới cũng nhiều lắm nha. Đó cho nên là chính vì vậy nó làm cho người ta mua sắm mà cũng nói thêm với các bạn một chút xíu đó tại sao tại sao mà tiktok có thể trở thành một cái nền tảng bán hàng lớn như thế trong khi những cái nền tảng bán hàng thương mại điện tử khác lâu năm rồi mà vẫn không bán được và càng ngày càng lụng bại xuống là tại vì đó tiktok là cái nơi đầu tiên đó mà người ta thấy sản phẩm được sử dụng sản phẩm được hướng dẫn sử dụng một cách rõ ràng có nghĩa là sản phẩm có thể làm được việc a nè thấy nè các bạn thấy nè việc b thấy nè việc c thấy nè cho mình thấy cái cách sản phẩm nó quớt luôn lần đầu tiên mình thấy như thế cho nên mình thấy như thế mình quyết định mình mua liền chứ không phải là sản phẩm trên đó nó tốt đâu nha người ta giới thiệu có khi người ta giới thiệu lừa mình có khi nó không làm việc đúng như những cái gì người ta nói đâu có khi người ta lừa mình thông qua cái hoạt động đó nữa nhưng mà đó nhưng mà lần đầu tiên mình thấy sản phẩm được được hướng dẫn sử dụng chi tiết cho nên mình mua đó các bạn cho nên là vì sao mà cái nền tảng nó mới có một năm mà nó thành công còn những cái nền tảng khác đó họ chỉ trời họ viết thông tin tràn gian đại hải luôn quần áo mà họ nói là họ nói là à, đường may đường may tinh tế à, chất liệu cao cấp đường may tinh tế là gì chất liệu cao cấp là gì tôi cần biết chất liệu gì à, tôi tôi cần biết cái đường may tôi cần thấy cái đường may của nó ra làm sao chứ tôi không có cần cái dòng mô tả là đường may tinh tế chất liệu cao cấp tôi không có cần biết là cái đó là size M hay size gì tôi cần là cái số đo cụ thể của cái vai số đo cụ thể của cái tay hay là cái chân cái đùi hay là chiều cao đó các bạn mà trên những cái nền tảng thương mại điện tử khác chỉ là những cái dòng mô tả lừa nhau kiểu đó thôi thì làm sao người ta mua hàng được trong khi qua bên TikTok một cái họ show cho mình cái cách mà sản phẩm đó được sử dụng thế là mua à, mà mua như vậy đó gọi là impulse 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 shopping, mua sắm bốc đồng. À, cho nên nói dài một chút để cho chúng ta ý thức về cái hiện tại là nó như thế And, chúng ta quyết định mua là tại vì lần đầu tiên thấy sản phẩm được à, hướng dẫn cách sử dụng làm cho mình thích quá chứ không phải là nó tốt. Nha. Còn những cái nền tảng kia là toàn là viết chữ tràn gian đại hải mà viết chữ gì không à? Viết chữ lừa nhau không à? Chứ không có rõ ràng. Nha. Chính vì thế các bạn. As we are easily influenced bởi vì chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng. To be we are influenced. Động từ influence là gây ảnh hưởng mà to be influenced là là bị ảnh hưởng by what we see bởi những gì chúng ta thấy nha các bạn ha. Yeah. Tiếp theo. Moreover, there is harmful content on the platform that can negatively influence young users. Moreover, hơn nữa, có nghĩa là thêm vào những cái mà nó không tốt nữa ha, Moreover, thêm nữa. There is harmful content. Content, content. À, đừng đọc là content nha, đừng đọc là content. Từ đó nó có nghĩa là khác. À, còn này là content, content. Từ có hai âm tiết. Nhấn vào âm tiết đầu tiên là con, con, content, con, âm, âm a dài, a, ca, con, con. Content, harmful content là những cái nội dung độc hại, có những nội dung độc hại on the platform trên cái nền tảng này. À, những cái như TikTok là người ta gọi là một cái nền tảng. Các bạn nghe nền tảng là sao? Nền tảng là nơi đó có nhiều à, phía tham gia, phía tham gia là người dùng là đối tác bán hàng là nhà quảng cáo là tùm lum hết thì cái đó gọi là platform. Còn nếu nếu chỉ có người dùng thôi thì nó gọi cái đó là cái app. Yeah, các bạn ha. Còn nếu có đối có đối tác thứ ba tham gia vào thì lúc đó nó mới hình thành nên một cái nền tảng. Thì lúc đó mới gọi là platform. Còn không còn không chỉ có user thôi thì là app thôi nha yeah, các bạn ha. On the platform that can negatively negatively influence young users. Ở đây động từ influence là ảnh hưởng đến young users là đến những cái người người dùng trẻ, người dùng trẻ tuổi có nghĩa là có những cái nội dung độc hại trên cái nền tảng này có thể ảnh hưởng có thể ảnh hưởng tiêu cực à, ảnh hưởng tiêu cực đến uh, young users mình nói là đến young users mình nói chữ đến đó cái các bạn muốn dùng cái influence to hay gì đó nó không nha động từ influence nó đi thẳng luôn influence cái gì thì phía sau đó là danh từ liền cho nên là ảnh hưởng đến ai đó mặc dù tiếng việt có chữ đến nhưng mà tiếng anh là influence là không có giới từ gì cả influence young users đó các bạn câu cuối cùng It's essential to be mindful of the time spent on TikTok and ensure that the content we consume is positive and beneficial. Thêm một điều nữa ha. It's essential to do something là điều quan trọng là phải gì đó. Là ở đây là to be mindful of something. To be mindful of something là phải chú ý đến cái gì đó. Điều quan trọng là phải chú ý đến đến cái gì? The time spent on TikTok. Đến cái thời gian chúng ta bỏ ra uh, trên TikTok. Là mình phải chú ý đến cái thời gian mình bỏ ra nha. Chứ còn không quay qua quay lại nó đã là mất mấy tiếng rồi đó. And ensure. Ensure. And ensure that. Và phải đảm bảo rằng the content we consume. Cái nội dung mà chúng ta tiêu thụ. Có nghĩa là cái việc mình xem nội dung là mình consume cái nội dung đó các bạn mình ăn uống cái gì thì mình cũng là khình xương cái đó là mình tiêu thụ cái đó ha các bạn thì động từ khình xương kể cả trong cái phần nội dung về thông tin này nó cũng được luôn các bạn ha là cái nội dung mà chúng ta khình xương là chúng ta xem hay là chúng ta tiêu thụ đó is positive nó là tích cực ha, is positive and beneficial and beneficial và và um, có ích có nghĩa tích cực và có ích nha, tích cực và có ích nữa, beneficial, 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 yeah. Rồi đó các bạn, tôi hướng dẫn các bạn đọc nha. TikTok has become has become a phenomenon. Phenomenon, phenomenon due to its its addictive, addictive algorithm. algorithm 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 and attention attention capturing videos videos in the first few seconds the non-stop the non-stop scrolling scrolling loop loop keeps users keeps users engaged engaged for hours on end, for hours on end. It's concerning, it's concerning how watching product usage videos, how watching product usage videos can lead to, lead to impulsive, impulse, impulsive shopping, impulsive shopping. As we are easily, as we are easily influenced, influenced by what we see. Moreover, moreover, there is harmful content on the platform, platform that can negatively, negatively influence young users, users. It's essential, it's essential to be mindful. To be mindful of the time spent on TikTok and ensure that ensure that the content we consume is positive. Consume nghe các bạn consume is positive and beneficial. Beneficial, beneficial. Rồi, bây giờ mình nghe lại từng câu nha. TikTok has become a phenomenon due to its addictive algorithm and attention-capturing videos in the first few seconds. TikTok giờ đã trở thành cơn sốt với cái thuật toán cực cuốn hút và những video đốn tim trong vài giây đầu. The non-stop scrolling loop keeps users engaged for hours on end. Cái vòng lặp cuộn không ngừng ấy giữ cho người dùng mãi mê trong hàng giờ liền. It's concerning how watching product usage videos can lead to impulsive shopping, as we are easily influenced by what we see. Đáng lo là việc xem video sử dụng sản phẩm có thể khiến chúng ta mua đồ một cách bốc đồng vì ta dễ bị ảnh hưởng bởi những gì nhìn thấy. Moreover, there is harmful content on the platform that can negatively influence young users. Hơn nữa Cái nền tảng này cũng chứa những nội dung có hại, có thể ảnh hưởng tiêu cực tới những người trẻ tuổi. It's essential to be mindful of the time spent on TikTok and ensure that the content we consume is positive and beneficial. Phải nhớ giới hạn thời gian xem TikTok và chắc chắn nội dung ta xem là tích cực và có ích.